Cổ động viên Thái Lan nói điều bất ngờ mà khiến fan bóng đá Việt Nam thích thú đến vậy. Các bạn thân mến, chiều tối qua, lượt trận bán kết giữa U19 Việt Nam và Malaysia đã diễn ra rất kịch tính. Mặc dù đã thi đấu cố gắng hết sức vì màu cờ sắc áo, nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn phải chấp nhận kết quả thua chung cuộc với tỷ số 3-0. Với kết quả này, U19 Việt Nam phải đá trận tranh hạng 3 với đội thua trong trận U19 Thái Lan với U19 Lào. Sau khi trận đấu này kết thúc, bên phía truyền thông Thái Lan tỏ ra rất quan tâm. Nhưng những gì mà cổ động viên Thái Lan nói ra lần này chắc chắn sẽ khiến fan bóng đá Việt Nam sẽ phải bất ngờ. Sau đây mình xin được lời dịch những bình luận ở đó, ở trên một kênh về bóng đá bên Thái Lan cho các bạn cùng lắng nghe nhé. Tôi nghĩ tất cả các đội của Việt Nam bây giờ như thể anh ấy đã bắt đầu thay đổi hướng của quả bóng. Anh ấy chơi một lối chơi hung hãn hơn. Kể từ khi huấn luyện viên Gong vào, người có ý định thay đổi lối chơi từ phòng ngự sang tấn công. Ngay cả trận đấu với người Thái, họ cũng không đến đặt xe buýt cho chúng tôi. Tất nhiên, việc chuyển đổi từ lối chơi phòng thủ sang lối đá này là không phải thế mạnh của riêng họ. Nó sẽ xảy ra một sự hỗn loạn nhất định, nhưng tôi nhìn về lâu dài, nó thật tốt cho đội tuyển Việt Nam. Mà tổng thể, mỗi lần họ áp dụng lối chơi mới, họ đã có những phong cách phòng ngự chất lượng hơn trước. Nếu anh ta tăng cường móng vuốt của mình để thêm nhiều trò chơi tấn công hơn, nó sẽ khiến đối thủ của anh ấy càng thêm sợ hãi. Còn về trận thua hôm nay, đó chỉ là một bài học, lỗi lầm sẽ được sửa chữa và phát triển. Vì thắng thua, không ai bị thụt lùi cả, nhưng bức tranh tổng thể sẽ là tốt lên. Nếu nhìn vào những con số thống kê và sự nhất quán trong mọi trận đấu, tôi nghĩ Việt Nam vẫn được coi là một đội tiêu chuẩn cao trong ASEAN. Các đội lên bóng xuống khác nhau không hoàn toàn chắc chắn. Indonesia tiếc vì Việt Nam thua nhưng tôi vẫn rất vui. Nếu Thái Lan cũng thua nhưng tôi xin lỗi, Indo, Thái Lan sẽ cạnh tranh. Nguyên thua lần này có lẽ vì quá tự tin. Bóng đá nhi đồng ASEAN tôi nghĩ trình độ không xa nhau lắm. Người Malaysia luôn thua Việt Nam ở cả lứa đàn Anh và U23, nhưng lần này họ đã phục thù được. Chúc mừng đội Malaysia. Chúng ta nên cảm ơn Việt Nam vì họ phát triển thanh niên như một hình mẫu, khuyến khích Hiệp hội Thái Lan phát triển theo. Chúng tôi không ghét Việt Nam một chút nào, chỉ là một chút đối với những chiến binh bàn phím tồi của tôi, hay lựa chọn để mang lại những điểm tốt để phát triển Thái Lan tốt hơn. Thực tế, bóng đá dành cho lứa tuổi thanh niên như thế này không khác nhau là mấy. Nếu gặp nhau, đội nào ít bỏ lỡ cơ hội nhất là tận dụng được cơ hội bỏ lỡ của đối phương để ghi bàn. Đội có khả năng chiến thắng cao, trận đấu của Việt Nam và Malaysia là như thế. Về thể lực, hai đội cũng mệt mỏi không kém vì các cuộc đua diễn ra quá thường xuyên. Đó không phải là điều ngạc nhiên vì bóng đá trẻ em chất lượng không vượt trội hơn nhau, kể cả Thái Lan. Tôi nghĩ rằng mọi người đều có thể mua và thắng, tùy thuộc vào nhịp điệu và sự sẵn sàng. Mọi đội bóng ở ASEAN đều sẵn sàng chấp nhận thua bất kỳ ai nhưng không thể thua Thái Lan. Tất cả các đội trong ASEAN đều đã phát triển bản thân như nhau. Đừng nghĩ rằng các quốc gia khác sẽ ở lại vị trí của họ. Họ cũng được kỳ vọng sẽ vượt ngã đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Nếu đội tuyển Thái Lan tranh hạng 3 của Việt Nam cũng không có gì lạ. Thường thì bóng đá Malaysia luôn thua trước Việt Nam nhưng lần này thì không thể nữa. Thái chỉ là dạng vừa, tiền đạo không sắc bén nhưng hãy cổ vũ cho những chú voi chiến đấu. Indo đang chờ để nguyền rủa chúng ta, tôi cũng thầm sợ Lào, vì vậy tôi cũng có thể có sự lựa chọn tươi mới với một đối thủ hấp dẫn để xem chúng ta sẽ chiến đấu mạnh đến mức nào. Để thua Malai, người Việt không quan tâm vì họ chưa thua Thái Lan. Ai nói rằng bóng đá trẻ Việt Nam bỏ xa chúng ta? Khi trẻ không chơi theo ý muốn, chúng sẽ kìm nén cảm xúc của mình. Bóng đá 19 tuổi coi như là vừa rụng lá để chuyển từ trẻ em thành người lớn. Có thể còn chưa vững vì xương cốt kinh nghiệm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp còn ít. Hãy cùng chờ Việt Nam AFF ASEAN lại sóng gió. Một đội đá trận thứ 6, đội kia đá trận thứ 5, cộng với các cầu thủ có trọng lượng khác nhau. Ngày ấy, người Thái cũng gục ngã như vậy, hãy tin tôi đi, vì Nguyễn đã không còn đủ sức để chơi với nhau nữa. Đó là sơ suất. Bởi mỗi khi Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam luôn ăn nên làm dạ. Điều này khiến cho Việt Nam cảm thấy tự mãn. Bạn nghĩ sao?
sẽ dễ dàng thắng Malaysia như thường lệ. Điều này dạy chúng ta rằng kẻ thua không phải lúc nào cũng phải thua. Chỉ cần vào đội tuyển Thái Lan đánh giá thấp Lào cũng như thường lệ, rốt cuộc sẽ nhận được kết quả như thế nào. Thái Lan đang theo sau Việt Nam, tôi chưa bao giờ thấy bóng đá thấp như thế này. Thế giới hòa bình trở lại. Fan bất khuất sẽ chờ đợi chắc chắn Thái sẽ chiến thắng. Nguyễn đã xong đời rồi, vậy Thái đừng theo sau Nguyễn, chúng ta phải vượt qua nó, cố lên đừng mất tập trung. Mã Lai tát Nguyễn, Lào tát Thái. Hai đôi bạn thân Việt Nam ôm cổ nhau chỉ có thể đạt ở vị trí thứ 3. Còn chú ngựa ô hình thức tươi tắn, đẹp đẹp bóng đó là Lào. Sải cánh thi đấu thoải mái với Mã Lai, còn người ngồi dưới sặc đến mức gãy cả răng thì chính là Malaysia, và lời nguyền của họ thực sự sẽ hiệu quả. Anh Việt đã kiệt sức, chân yếu không chạy được nữa. Gặp Thái Lan, nó rơi ra rất dễ dàng. Việt Nam đụng Indonesia thật là sóng gió, phải nhờ cảnh sát bảo vệ khi đang luyện tập. Trạng thái tinh thần, sự tập trung khi chơi bóng có thể không tốt. Malaysia đã bị Việt Nam đánh bại trong nhiều năm, nay đã phục thù được rồi. Tôi hài lòng với Malaysia, anh ta đã đánh Nguyễn và đóng 3 chiếc đinh vào nắp quan tài. Vì vậy, chúng ta không cần phải gặp Nguyễn nữa. Giờ đây, các cổ động viên Indonesia hẳn rất vui mừng vì thế lực nguyền rủa đã phát huy tác dụng. Cả Việt Nam và Thái Lan đều sa sút và lộn xộn. Việt Nam có thể chua bất kỳ lúc nào nhưng sẽ không đầu hàng Thái Lan. Đừng chỉ cười người khác như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ nối gót Việt Nam trong trận chung kết tranh giải ba. 4 trận đấu và 5 trận đấu có ảnh hưởng nhất định đến thể lực. Thành thật mà nói, Thái Lan vẫn chưa chắc chắn về phong độ trẻ trung của chúng tôi. Chúng tôi vẫn lo lắng, nếu không phải là đội hình lớn của Thái, có bất cứ điều gì đã xảy ra thì sẽ không như ngày hôm nay. Cá nhân tôi nghĩ Việt Nam đã mệt mỏi vì căng cứng trong những trận đấu thêm vào đó. Hôm nay Malaysia đã cố định thế trận tốt. Huấn luyện viên sai hoàn toàn, ngay cả những người hàng ngồi xóm việc trong phòng máy lạnh vẫn mệt mỏi. Đây là cuộc đua diễn ra cách nhau một ngày. Không có thời gian để nghỉ ngơi dành cho các cầu thủ. Thể hình của các cầu thủ, anh ấy là người phù hợp hơn chúng tôi. Nhưng nếu bạn chơi liên tục như thế này thì sẽ không ai có thể trụ vững. Việt Nam chấp nhận và phản công tốt, nhưng khi xâm nhập thì không thể làm gì được. Có lẽ là nó sẽ tiếp tục chơi để có được mọi lứa cầu thủ cho đến khi nó thành thói quen 5-5 năm. Bóng đá lứa tuổi thiếu niên khó đoán định và còn nhiều điều chưa rõ ràng. Nhưng trong tương lai, chắc chắn sẽ rất vui bởi những cầu thủ này. Ai nói bảng B yếu, top 1 bảng A bị nhầu nát. Trận Lào gặp Malaysia, Lào bị đánh giá là suất dự bị, vậy bảng đấu nào là yếu? Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Malaysia, số 10 vào sân bay thay người và xuống thi đấu lần này được tung vào đội U19. Lần này là một cầu thủ đã bước sang tuổi 20, nhưng huấn luyện viên vẫn để anh này đá chính ở U19. Malaysia khiến ASEAN yên lặng trở lại. Thái Lan đang theo sau Việt Nam, quả bóng của Thái Lan không có tinh thần. ASEAN hòa bình trở lại, nếu như được mong đợi thì Thái Lan chắc chắn sẽ so tài với Malaysia. Tôi rất tiếc về Việt Nam. Huấn luyện viên Heng vừa lên tiếng cách đây vài ngày rằng Việt Nam có trình độ đào tạo trẻ tốt nhất ASEAN và ghi điểm nhiều hơn Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam được 3 sao, Nhật Bản, Hàn Quốc được 2 sao. Tấn công cả trận đấu, tôi đã tìm thấy Thái Lan có cơ hội vô địch nếu Việt Nam không vào chung kết, còn Lào thì không thể. Các nước khác đã tìm ra cách để đánh bại Việt Nam, nhưng Thái Lan vẫn thua trong suốt thời gian qua hoặc là luôn luôn. Rằng Việt Nam không chơi được bởi vì quá nhiều áp lực như sợ fan Việt chửi khi thua 5-5-5. Nếu Việt Nam thua và Thái Lan thua, Indo sẽ rất hài lòng. Thua Lào thì tuyển Thái sẽ bị cả nước chửi. Malaysia chơi thô bạo bị dồn nén, trọng tài càng thổi càng khó, Việt Nam cuốn như trái miết, Thái gặp Malaysia cũng không đoán được. Thái và Việt ôm nhau, có lẽ chúng ta có thể ôm nhau về nhà tối nay. Ai nói rằng Thái Lan là bạn của Indonesia? Tất cả các môn thể thao ai cũng đều hy vọng chiến thắng. Khi bạn thua, bạn sẽ trở nên cuồng loạn, điều đó không phải là đội bạn yêu thích, nó sẽ sụp đổ. Đội tuyển Thái Lan đang theo sát Việt Nam. Thực tế, Việt Nam chơi với chúng ta thì luôn trên cơ hội một bậc.
Việt Nam tập trung vào việc nhận bóng, có cơ hội là tấn công. Chúng tôi mới là người mắc sai lầm trong việc đẩy nhanh tốc độ trận đấu, tự tạo áp lực cho bản thân khi đội họ muốn ghi bàn. Phải học từ Malaysia, phải có can đảm để rút ra một số khoảng cách, đặc biệt là đội xe buýt Việt Nam. Trước khi Việt Nam tốt đẹp như bây giờ, đừng quên năm đó Malaysia chính là đối thủ của chúng ta trước đây. Malaysia có kỹ năng chơi bóng tốt như chúng ta, nhưng sự thiếu tinh thần đồng đội của anh ấy đã khiến cả đội sa sút. Còn về kỹ năng làm việc nhóm của Việt thì bỏ xa chúng ta một khoảng rất xa. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của cổ động viên Thái Lan sau trận Việt Nam với Malaysia. Các bạn nghĩ sao về những bình luận này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới nhé! Còn bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.